Bọn trẻ không sao, nhưng chúng lo lắng, Gen Z đang làm việc chăm chỉ và tiết kiệm nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào khác. Những thay đổi trong thói quen chi tiêu cũng như tìm việc giúp người trẻ đứng vững trước nền kinh tế nhiều biến động, cẩn trọng hơn trong chi tiêu. 2023 được dự đoán là một năm khá khó khăn trong nền kinh tế. Điều này đã thúc đẩy Gen Z, thế hệ sinh từ 1997 đến 2012, phải có những biện pháp để bảo vệ tài chính cá nhân. Khoảng 78% Gen Z ở độ tuổi trưởng thành từ 18 đến 24 tuổi cho biết họ đang cắt giảm chi tiêu để chuẩn bị cho tình hình nền kinh tế Mỹ có khả năng trở nên tồi tệ hơn. Theo báo cáo chỉ số niềm tin lực lượng lao động mới nhất của LinkedIn đã khảo sát 11.032 chuyên gia ở Mỹ từ ngày 1 tháng 9 đến 21/10 năm 2022. Đó là tỷ lệ cao hơn một chút so với 74% của thế hệ Millennial, những người ở độ tuổi 25 đến 41 tuổi những người đang có các chính sách thắt lưng buộc bụng tương tự và cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước đó người trẻ cũng được cho là sẽ chỉ hoãn những giao dịch mua sắm lớn chẳng hạn như nhà cửa hay xe cộ và bán những thứ không thật sự cần thiết để có dòng tiền ổn định hơn bên cạnh đó thế hệ trẻ sẽ cẩn trọng hơn và xem xét kỹ càng hơn khi đàm phán mức lương gen z được cho là có kế hoạch làm việc chăm chỉ hơn gần người khảo sát cũng đang cân nhắc nhận một công việc thứ hai hoặc công việc ổn định hơn trước khả năng bị sa thải do suy thoái kinh tế Dâu vườn Johnson, một nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận và đồng sở hữu của công ty B. A. Planning cho biết, không có gì đáng ngạc nhiên khi mối đe dọa suy thoái đang thúc đẩy Gen Z sắp xếp lại cuộc sống tài chính của họ. Gen Z có nhiều khả năng đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái tiềm ẩn vì đây sẽ là cuộc khủng hoảng tài chính đầu tiên họ phải trải qua. Gen Z có nỗi sợ hãi lớn hơn, do họ chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian suy thoái kinh tế một cách trực tiếp. Họ không lường trước điều gì sẽ xảy ra phía trước. Và mặc dù nhiều người đã chuyển việc gần đây, khoảng 48% Gen Z tin rằng mức lương hiện tại không đủ để có thể đạt được những mục tiêu tài chính cá nhân. Gen Z sẽ gặp rủi ro cao nhất nếu tình hình kinh tế tồi tệ diễn ra. Hầu hết các nhà tuyển dụng bắt đầu sa thải nhân viên mới, Johnson chia sẻ. Về mặt tài chính, Gen Z không có thời gian để xây dựng một quỹ khẩn cấp lành mạnh để trang trải cho họ trong thời gian thất nghiệp. Theo Johnson, nhiều Gen Z đang chủ động tiết kiệm nhanh hơn để có đủ tiền trang trải cuộc sống trong năm 2023. Nhiều người cho rằng Gen Z vẫn đang làm tốt trong câu chuyện kiểm soát tài chính nhưng khó có thể tránh đi sự lo lắng. Song, Gen Z kén chọn hơn trong tìm việc. Trong cuộc khảo sát của Adobe đối với hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp và sắp tốt nghiệp, 70% Gen Z lo lắng về suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, có đến 78% trong số họ cảm thấy hài lòng về thị trường lao động hiện tại. Một số CEO hy vọng rằng những khó khăn kinh tế sẽ chấm dứt kỷ nguyên trao quyền cho người đi tìm việc. Bất chấp tình trạng sa thải trong lĩnh vực công nghệ, thị trường việc làm có tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp và tỷ lệ sa thải trung bình thấp hơn so với trước đại dịch. Gen Z được khuyến khích duy trì thế thượng phong trong công việc, họ biết chính xác mình cần và muốn gì trong những thời điểm khó khăn. Phần lớn trong số họ, 67% nói rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến quá trình tìm việc của họ. Hơn một nửa, 55% được cho là đã xem xét triển vọng tài chính trước khi ứng tuyển vào một vị trí. Gen Z cũng chú ý đến danh tiếng của người sử dụng lao động và đánh giá của nhân viên. Các công ty lớn sẽ hấp dẫn hơn đối với sinh viên mới tốt nghiệp, những người cảm thấy họ đại diện cho sự ổn định trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Theo Adobe, khi nhận được một lời mời làm việc, Gen Z có xu hướng không quan tâm đến một vị trí nếu thiếu đi mức lương cạnh tranh, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống hoặc các lợi ích toàn diện. Mặc dù những sinh viên tốt nghiệp trước đây cũng có thể đánh giá cao những thuộc tính này, nhưng những người trẻ hiện nay đã coi trọng chúng hơn. Việc biết được mức lương có thể giúp gen Z quyết định nhanh chóng hơn dựa vào yếu tố xem xét nó có thật sự phù hợp với chi phí sống cá nhân hay không. Theo Fortune